CPTPP và EVFTA, hai hiệp định thương mại tự do có mức độ cam kết rộng nhất và cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay, được kỳ vọng là đòn bẩy tăng trưởng cho ngành dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung liệu có là rào cản với ngành dệt may? Và ngành dệt may cần phải làm gì trong dòng chảy hội nhập? Cùng trò chuyện với ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn với Trung tâm Tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam. Ông có đánh giá như thế nào về tác động của hai hiệp định EVFTA và CPTPP đối với cả ngành dệt may của Việt Nam trong thời gian tới ạ? Ngay cả trong điều kiện chưa có hai hiệp định này thì tăng trưởng xuất khẩu của dệt may Việt Nam luôn luôn ở mức là hai con số, cao hơn rất nhiều so với cái mức tăng xuất khẩu của các quốc gia khác vào các thị trường này, cũng như là cái tổng cầu của dệt may thế giới. Vì thế khi mà có hiệp định với thuế quan lại được ưu đãi thêm thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng cái kim ngạch xuất khẩu sẽ tốc độ tăng trưởng cao hơn, nó không phải là 12-13% mà chúng tôi ước lượng là có thể đạt tới 15-18% cho các thị trường và đi vào theo từng năm. Tuy nhiên có một băn khoăn về xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu, mà đỉnh điểm là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, liệu sẽ có tác động tiêu cực như thế nào tới Việt Nam hay không? Thì chúng ta biết rằng là cái gói tăng thuế 34 tỷ đầu tiên không có hàng dệt may, và ngay cả cái gói đề xuất 200 tỷ thì mới có 930 dòng thuế HS8 số liên quan đến dệt may, chỉ chiếm một cái tỷ trọng là hơn 3 tỷ đô la, tức là chưa đến 10% kim ngạch xuất khẩu của dệt may Trung Quốc vào Mỹ. Điểm thứ hai là cũng rất đặc biệt là 930 cái HS này thì chưa có hàng hóa may mặc, mới chỉ có sợi và vải, tức là những mặt hàng không phải là mặt hàng đầu cuối. Thế trong khi đó thì Việt Nam xuất đi Mỹ thì chủ yếu là xuất quần áo, tỷ trọng đến trên 95% chúng ta là xuất hàng may mặc, còn hàng sợi, hàng vải chúng ta xuất rất nhỏ, và bản thân kim ngạch nhập khẩu của Mỹ cũng rất nhỏ. Quy mô của những mặt hàng bị dự kiến áp tăng thuế 10% cũng ảnh hưởng chưa nhiều đến cái kết cấu xuất khẩu của hàng dệt may của Việt Nam. Vậy Việt Nam cần có những sự chuẩn bị như thế nào để đón đầu được hai hiệp định thương mại này, cũng như là hạn chế những tác động từ xu hướng bảo hộ thương mại? Chúng ta làm sao làm ra được nhiều loại vải ở trong nước, dù đấy là khối tư nhân hay là khối đầu tư nước ngoài, thì phải được tổ chức sản xuất tại Việt Nam thì mới có thể tận dụng được ngày càng nhiều cái ưu thế của cắt giảm thuế quan ở hai hiệp định này. Thứ hai là bên cạnh cái sản xuất nguyên liệu trong nước thì còn phải tập trung khai thác hiệu quả cái danh mục nguồn cung thiếu hụt của cái hiệp định CPTPP. Đây cũng là một cái danh mục tốt để tận dụng cho những mặt hàng khó, những mặt hàng có nhu cầu thấp được quyền mua bán từ các quốc gia không nằm trong CPTPP mà vẫn được giảm thuế quan. Thì đối với doanh nghiệp, tận dụng tốt được hai lĩnh vực này là hết sức quan trọng. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn với VTV.